mục đích của khóa tụng buổi sáng là gì nhắc nhở chính mình ngày hôm nay ta đừng quên mất giáo huấn của đức phật hãy thường đề cao cảnh giác y giáo phụng hành đó là quý vị thật sự tụng niệm khóa sáng chúng tôi đã từng biên tập lại nghi thức tụng niệm của cổ nhân Nghi thức do cổ nhân biên soạn Có quá nhiều chú ngữ Hiện thời người ta tùng chẳng hiểu rõ ý nghĩa của chú ngữ Cho nên không đạt được hiệu quả Do vậy chúng tôi tuyển chọn Ấn định kinh văn bản mới Dành cho các đồng học tịnh tông chúng ta Các đồng học tịnh tông Có triêu mộ khóa tụng bản Do tôi biên tập Kinh văn đế điểm cho buổi sáng Là phần 48 nguyện Trong kinh vô lượng thọ trong khóa sáng hãy suy nghĩ a di đà Phật đã phát 48 nguyện Ta có phát hay không? Đối chiếu với chính mình Mong muốn biến 48 nguyện ấy Thành bổ nguyện của chính mình Tâm nguyện của chúng ta Và a di đà Phật tương đồng Với khóa tối Chúng tôi chọn phần kinh văn Từ phẩm 32 đến phẩm 37 Phẩm 37 Đoạn kinh văn ấy giảng điều gì? Và chúng ta trì giới Phản tỉnh Sửa đổi sám hối Dùng phần này để làm khóa tối Trong khóa tối Phải thật sự phản tỉnh kiểm điểm sửa lỗi khóa tùng đối với chúng ta mới có lợi ích luôn chọn lựa kinh vô lượng thọ là pháp phương tiện chuyên tu khóa sáng niệm kinh vô lượng thọ khóa tối cũng niệm kinh vô lượng thọ chuyên tu mà bọn chúng ta không có nhiều thời gian như thế Bèn trích lục những phần kinh văn trọng yếu Trong kinh vô lượng thọ Để sớm tối nhắc nhở chính mình Mục đích Không gì chẳng nhằm tiêu nghiệp chướng Xa lìa phiền não tập khí Chúng ta học Phật mới có thể công phu đắc lực Nếu quý vị chẳng nhớ kinh văn Chưa thể lý giải Quý vị tu tập bằng cách nào Quá giải tai nạn hiện tiền Hiện thời tai nạn rất nặng Trên khắp thế giới Có ai chẳng tạo nghiệp Tạo nghiệp gì vậy? Vừa bởi kinh thập thiện nghiệp đạo ra Quý vị sẽ biết ngay Hoàn toàn trái phạm Đúng là ngũ nghịch thập ác Thập ác là gì? Sát sanh trộm cắp Tà dâm nói dối Nói đôi chiều ác khẩu Nói theo dệt Tham lam sân khỏe ngu si Quý vị nói thử xem Trong thế gian hiện thời ai chẳng tạo Ngay cả trẻ nhỏ cũng tạo trẻ nhỏ tạo bằng cách nào trẻ nhỏ học từ tivi mỗi ngày xem tivi tivi sẽ dạy chúng nó đi học tại trung quốc tôi không biết chứ ở ngoài quốc một lớp tiểu học đã cho dùng computer thông tin từ computer rất nhiều điều gì chúng nó cũng đều học xong luôn tạo thập ác Tạo thập ác Sẽ có hành vi ngũ nghịch xuất hiện Giết cha, giết mẹ Giết thầy Giết A-la-hán Cũng giống như giết thầy Đây là xã hội hiện tiền của chúng ta Càng nghĩ càng đáng sợ Càng nhìn càng đáng sợ Trong đời chúng ta đây Còn có thể duy trì tình trạng trước mắt Chứ 20 năm sau Sẽ làm như thế nào đây Ai có năng lực Duy trì trật tự xã hội Chẳng có ai hết Tổ tiên chúng ta thường nói Đến khi con người trị không được Cha mẹ không quản được con cái Pháp luật không quản được dân Thường thiên sẽ ra tay Khi thượng thiên can thiệp sẽ là tai nạn Cả đống tai nạn thấy đều xuất hiện Vì vậy Cứu vớt thế giới Nó thật sự là kinh vô lượng thọ Trong Đại Thừa Phật Pháp Kinh này hữu hiệu nhất Pháp môn này đúng là pháp môn phương tiện Đảng bằng tính nguyện trì danh Ba điều kiện này Thật sự tin Mãi mai hoài nghi cũng chẳng có Thật sự nguyện giảng sanh Trì danh là niệm Phật Thật sự làm Trong 12 thời Một câu A-di-đà Phật Chẳng gián đoạn